Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy Di đây, tiếp tục với series chuyện Evil War nha anh em ơi. Link tải sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Let's go anh em, tôi lấy ít vàng đây trước, kiếm thêm một vài cái item. Ok, chém một mấy thằng thì càng tốt anh em ơi. Tập trung kiếm hòm ha, kiếm vàng để mở ra những cái thứ mới mẻ. Lại có fan Alan Moon rồi. Một bé lên bản điểm số. Đây. Cities gì đó. Kiếm vàng. Cho mấy đời 13 anh em ơi. Đây đời 20 nó bắt đầu sẽ đi chậm lại nhé. Đời này vẫn phải đang đi đánh nhau. Phải kiếm thêm. Just. Một bé, ok. Thằng kia đang dí mình ạ. Đây có đây. Quá phết nhờ. Không được thì thôi. Kiếm hòm về. Chúng ta là top 8 ấy, toàn vàng, không có kinh nghiệm luôn. Shinobi Warriors. Né hết đi nha. Ok, chúng ta kiếm thêm một điểm nữa. Oh my chuối TV. Toàn gặp cao thủ này. Hey, thêm một bé nữa cho top 7, không biết nỗi là quá tệ. Đây có hai cái item. Ui tiên, sao nó chậm nhỉ, nó toàn vàng vậy. Tôi cần vàng đâu, tôi cần đập mấy con kia để có thể lên được level cao ha. Ui đây còn to lắm anh em, khá khó chơi. Dưới này có một con khá khó chơi. Ok đấy, tôi có cái thanh vũ khí mới khá đẹp. Okay. Một bé lên bản điểm số. Không tới. À còn đuổi theo mình nhá, đuổi được kẹt nhá. Không được đâu. Sabaton gì đó này. Úi xôi ôi, tí chết. Tôi quay như thế thì chắc là chết rồi. Shinobi, cho đang top 7, không phải nói là tệ lắm. Một bé lên bản điểm số. Hai bé lên bản điểm số anh em. Let's go. Không tới luôn. Pop Phan Huỳnh Nguyễn. Một bé lên bảng đếm số. Hay quá. Nó có khiêng anh em ạ. Cho top 2. Một bé lên bảng điểm số. Phan Alamon cho top 2 anh em, không phải nói là quá tệ lắm. Hãy nhìn về phía trước. Phan Huỳnh Nguyễn. Một bé lên bảng điểm số tiếp. Chúng ta sẽ xuống cái góc dưới là đẹp này. Góc dưới này cực kỳ ngon nghẻ luôn. Theo như mình thấy là như vậy. Con vàng nhỉ. Đây có hòm này, nhưng đâu có kim cương nha. Hòm rất là nhiều con anh em nha. Có khiêng mà. Phan Alan Mon, oh my god. Một bé lên bài điểm số. Hey, nice.
Nice. Nice. Đặt xuống dưới đi. Chúng ta vẫn đang đứng ở trong top 1. Tôi cần ăn thêm một vài con. Ok. Chúng ta vẫn là trong top 1 anh em. Voodoo. Ok, tôi lên trên à. Mấy con đang chém lẫn nhau. Chúng ta top 2. Tôi cần kiếm một cái chỗ nào nó an toàn hơn này. Cái này có vẻ khá mệt. 32 còn hơn 3 phút nữa. Bây giờ phải chém rất là từ từ anh em ơi. Đi chết. Em hết mấy con nhỏ nhỏ trước anh em. Khá đáng sợ. Sát stun. Ngoài, em tao đi. Không cho thằng kia ăn, quyết tâm không cho thằng kia ăn. Cho thằng nhỏ ăn anh em ạ. Older and special needs shelter dogs still wait far longer to be adopted. That's why Subaru created National Make a Dog Day to help all underdogs find loving people. Subaru, more than a car company. Ăn đòn ngay. Ta vẫn ở trong top anh em nha. Tôi vẫn trong top 6 ha. Urus. Một bé lên bảng điểm số. Hơi bé bảng điểm số, ok. Để có ăn được không? Tuyệt vời, hay quá. Không tới anh em ạ. Một bé bài số lên trên đấm bộ này đấy anh em ơi. Tôi trở lại với top 1 rồi nhưng mà không biết có ăn được không, còn hơn 2 phút. Level 33, liệu rằng có ăn được không nhỉ? Một bé, từ từ. Và tư đã. Khuyển. Nó khuyển anh em ạ. Ăn mấy ngày anh em ơi. Đi ăn. Bắn được thằng này cô. Và bắn top 1 anh em ơi. Vào. Ăn được mấy thằng này thì lên được. Ăn mấy thằng này thì úi giời, cái kia bị ăn luôn anh em. Con này bé quá. Ăn thì cũng chẳng tác dụng gì cả. Shinobi đã lên được đời 35 đấy anh em ơi. Có phết nhỉ. Một bé. Một bé, ok, hay quá. Mãi mới có thể ăn được con này. Chúng ta đứng trong top 1. Và cái này thì cũng nhanh mất top thôi. Alan Moon. Bé. Fan Alan Moon. Chết anh em ơi, cho vẫn là top 1. Thằng kia chết rồi. Ok, 2, 2, 2, 2, 2. Hy vọng ở dưới không có con nào. 35 thì khó lên được đời lắm. Cho tớ nhất rồi anh em ơi. Tớ nhất rồi. Rồi, ok, top 1 luôn anh em ạ. Yes.
1 rồi. Thế là ngon rồi anh em. Được bao nhiêu điểm nhỉ? Tôi không rõ tôi được bao nhiêu điểm. Nhưng mà có lẽ đủ mở cái hòm này. Hòm mà Champion Chest. Hy vọng ra đồ Legendary. Toàn đồ Ray thôi anh em ạ. Không có đồ Legendary ha. Mở mấy cái này có khi ra đồ Legendary. Dễ lắm. Dễ ra lắm. Tỷ lệ nó thấp nhưng mà có cái top 1 này. 2% ra Epic nhỉ? Cái này là 2% ra Legendary, cái này là 5%, cái này là 3%. Và cái này hòm này nó khá rẻ. Chúng ta có khá nhiều hòm, có 4 cái hòm cơ. Thử vận may này anh em. Toàn đấy thôi ạ. Không, tôi còn 6 cái nữa. Nhìn này, nhiều chưa? Mở gọi là tẹt bô luôn nha. Rồi, rất nhiều luôn. Có cái Epic kìa, có cái GG Epic kìa. Nhưng mà chưa được một cái Legendary nào. Tỷ lệ Legendary nó chỉ là có mấy phần trăm thôi nên nó rất là thấp. 68, không đủ tiền. Mua hòm này thực tỷ lệ 3%, Epic là 4%. Mình chưa hoàn thành xong cái bộ sưu tập của cái này đâu anh em. Còn lâu tôi mới hoàn thành xong được toàn bộ cái bộ sưu tập này. Sưu tập này nó rất là... Ô, có một cái Epic, lại cái Epic GG kìa. Cái này Legendary là tỷ lệ 1%. Ô, Duplicate, cái nào mà trùng người ta sẽ đổi được thành ngọc nha. Khá ngon, tôi có 4 ngọc rồi này. Duplicate là sao? Đây, có 2 cái này này. Có đổi được thành ngọc đó. Hả? Hơi đợn, cái này tận 71 cái anh em. Chắc để dành nhé. Để dành giải 71 cái này luôn. Cái này còn thiếu một vài cái mặt nữa anh em ạ. Nhiều mặt phết đây. Đấy, tôi còn thiếu một mặt ở đây nữa là đủ nè. Mặt này được kiếm đâu ra. Đấy, thiếu một mặt nữa là hoàn thành hết cái bảng biểu tượng cảm xúc ha. Cái này thì vũ khí biểu tượng cảm xúc còn đúng một mặt nữa thôi là đủ rồi. Mộ thì còn hai cái mộ nữa. Đây này là cái di chuyển của anh em. Chúng ta chưa có con rồng đâu. Tôi chưa tìm thấy con rồng đâu già. Bàn chân. Có bàn chân lăng lẽ. Bàn chân mới là con rồng nè. Đại bàng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái nữa. Ok, xin chào lại anh em nhé.